Chào mừng các bạn đến với kênh của Thị Dung. Hôm nay Thị Dung giới thiệu với các bạn, nhà của Dung có làm đám thôi nôi cho cháu Bung. Chị em đều thức rất là sớm để sắm xếp nhau để làm. Như vậy thì rất là vui các bạn ạ. Đây là món cá mòi bao tử xíu mại. Bao tử xíu mại nấu cá mòi mới đúng chứ. Mình nói lộn. Còn đây là lẩu lươn nha các bạn. Đây lẩu lươn á. Trong nhà thì đã chuẩn bị đồ lên cúng hết rồi. Đây là chè với xôi. Chè thì là chè đậu trắng, xôi thì xôi gấc. 12 chén chè và 12 chén xôi. Một cặp vịt và cháo. Bên kia thì đã chuẩn bị một mâm đồ để tất cả các món đồ ở trong đây, để cho bé Bung của chúng ta một hồi nữa chọn nha các bạn. Ông bà xưa nay thường nói, ngày hôm nay bé Bung chọn món nào thì sẽ quyết định cuộc đời của bé Bung vào nghề đó nha các bạn. Mà các bạn hãy xem một hồi nữa bé Bung nhà ta chọn một món nào trong cái mâm này nha. Đây là bà út của bé Bung, cho bé Bung một chiếc nhẫn đó nha các bạn. Còn ba mẹ Bung thì đang cúng. Cúng xong thì cho bé Bung nhà ta sẽ chọn một món trong những món đồ ở trong cái mâm đó. Các bạn thấy không, nhà mình cúng đơn giản chỉ có vậy thôi. Bé Bung nhà ta thì thông thường là bao cười luôn nha các bạn. Nhìn một cái là cười liền. Hôm nay thì không biết bị khớp cái gì đó cho nên ít cười hơn thường ngày chút. Còn đây là bà nội của bé Bung. Ba hôm của Bung cũng về lễ xì cho Bung. Miệng có ảnh kìa, dễ cưng dễ sợ. Bà cóc của Bung đó các bạn ơi, cóc của Bung năm nay 92 tuổi rồi. Nhưng mà cóc của Bung còn rất khỏe nha. So với người khác á, với độ tuổi này á, là cóc của Bung khỏe hơn những người khác rất rất là nhiều luôn á. Đây là nội hai của Bung nha. Nội hai cũng đánh lì xì cho bé Bung. Người ẩm bé Bung á, là mẹ chăm của Bung đó các bạn. Đây là ông nội của Bung. Ông nội của Bung đã lì xì cho bé Bung. Đây là cậu Tùng của bé Bung đó các bạn. Của Bung, cậu tôi của Bung đã lì xì cho Bung một cọng dây chuyền. Giờ chính tay của cậu tôi đưa cho bé Bung luôn nha. Thương quá đi.
Đây là mại tô của bên. Mại tô dài dài cái gì vậy cả? Mại tô lì xì cho bên bên. Cảm ơn mại tô. Người ẩm bâm là cậu tôi của bâm đó các bạn. Và bây giờ thì đến giây phút quan trọng rồi. Chúng ta hãy xem cái bên nhà ta chọn món gì trong cái mâm đó nha. Wow, cái bên nhà ta đã chọn cái vuốt rồi. Mọi người trong nhà rất rất là mừng khi cái bên nhà ta chọn cái vuốt. Thì bây giờ ba cái bên để cha bé Bâm chọn thêm một món thứ hai nữa, có Bâm có chịu chọn nữa không nha. Rồi cuối cùng là bé Bâm chúng ta không chọn gì cả, chỉ chọn một món là cái viết thôi. Cái viết là quyết định cuộc đời của Bâm sau này đó các bạn. Cùng quá đi. Còn miệng của ảnh kìa, lúc nào cũng hát cái miệng chu chu vậy đó. Đây là bà ba khai nhãn khai nhĩ cho bé Bâm trên bộ đồ thế. Đây là bộ đồ thế, còn bà ba làm như vậy gọi là khai nhãn khai nhĩ. À, mình chỉ biết vậy thôi. Giờ thì nghi thức thôi nôi của bé Bâm đã làm xong. Mời cô chú và các anh chị vào nhập tiệc thôi. Giới thiệu với các bạn, đây là bác tôi của mình. Bác tôi của mình năm nay 92 tuổi rồi, mà bác tôi của mình còn rất khỏe, còn ngồi xem điện thoại, chụp hình trên điện thoại nữa luôn các bạn. Các bạn nào có bà cụ 92 tuổi như bác tôi của mình mà còn khỏe như bác tôi của mình không? Mong rằng các cụ nhà của các bạn đều khỏe như bác tôi của mình nha. Các bạn thấy cưng không? Thấy cưng quá chừng luôn. Sáng hôm sau cả gia đình của mình đều ngồi đây để uống cà phê. Phong cảnh ngày này mà ngồi uống cà phê thì hết sảy con bà Bảy luôn. Các anh của mình hôm nay lại nảy ý tưởng đi vô giường để bắt cá. Đây là con đường đi vô giường nhà mình nha các bạn. Hôm nay đi vô bắt cá và hái xoài. Đến giường rồi các bạn ơi. Đây nè các bạn nhìn thấy không? Xoài rụng đó các bạn. Nơi đây thì trồng được trồng rất là nhiều xoài. Không phải là vườn của mình mà tất cả những vườn kế bên đều trồng xoài hết đó các bạn. Nhà mình thì có cất một cái nhà ở đây, khi mà hái xoài thì sẽ ngủ tại đây luôn. Các bạn thấy xoài không? Xoài mới hái xuống đó. Nhìn ngon quá các bạn ha. Còn đây là xoài chín cây đó nha các bạn. Bây giờ nấu mì ăn thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ăn trước xoài chín cây cái đã. Xoài này là xoài chín cây mới gọt ăn liền thì thôi hết sảy con bà Bảy luôn. Ngon tuyệt của mèo luôn các bạn ơi. Có cái gì ngon bằng xoài chín cây chứ. Ngoài trước cửa cái nhà thì có một cái con mương nhỏ nha các bạn. Mương này là do từ sông lớn chảy vô cho nên là mình xài hay là bất cứ thứ gì mình đều rửa với này được hết.
Ê, mình mới đi ra ngoài vườn hái được một ít dao để vô trụng mì ăn đó các bạn. Mình rửa để vô trụng mì ăn thôi. Đó, rau mình mới vừa hái xong, bây giờ cắt cho vào tô mì. Sau đó đổ nước sôi vào thì có một tô mì ăn liền hết sảy con bà bảy luôn. Cái mình đang cắt đó là rau mát đó nha các bạn. Rau mát mà mới hái xuống nghe nó mềm, ôi thôi nó ngon hết sảy luôn. Giờ thì ăn mì thôi. Ăn mì xong rồi chúng ta ra ngoài sau vườn, kéo lưới lên xem coi lưới có dính cá nhiều không nha. Vì hồi nãy trước khi vào đây thì cháu của mình đã thả lưới xuống dưới mương rồi. Rồi khoảng chừng 15-20 phút sau thì chúng ta sẽ kéo lên cho xem có cá nhiều hay không nha. Đây, đây là người ta hái xoài đó các bạn. Đây, cháu của mình đang kéo lưới lên đó các bạn. Wow, dính cá rồi. Coi kìa, cá kìa. Ôi, hết sức là hèm luôn á. Wow, nhóc cái chân luôn kìa các bạn ơi. Đây là người ta là giăng lưới đó các bạn. Wow, cầm nhận thấy hàm dễ sợ luôn. Rồi, xách vào trong thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một tay lưới nữa nha. Tại vì giăng tới hai tay lưới lận. Tay lưới này thì cháu của mình đã đem vô rồi. Rồi bây giờ mình đi tới tay lưới thứ hai nha. Đây, bắt đầu kéo lên. Đó, các bạn thấy không? Wow, cái tay này dính cá còn nhiều hơn cái tay hồi nãy nữa các bạn ơi. Các bạn xem kìa. Rồi, thấy hàm dễ sợ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong thôi. Đây là những hai tay lưới hồi nãy mà chúng ta mới vừa kéo lên đó. Vào trong thì chúng ta sẽ gỡ nó ra. Đây là tay lưới thứ hai nè. Đó, những con cá nó chui vô cái lưới như vậy đó các bạn. Nó vào trong đó rồi nó sẽ không có đi ra được, nó mắc kẹt luôn. Đó, các bạn thấy không? Con cá linh con nào con nấy bự dễ sợ luôn. Đem về khoăn mía ăn nha các bạn. Cá linh mà con nào con nấy chà bá luôn kìa các bạn. Trời ơi, nhìn ngon dễ sợ luôn. Đem về khoăn mía ăn thì hết sảy con mà bảy luôn. Đó là cá sặc nha các bạn. Cá này là cá thiên nhiên. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dung nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.